lưng. Lạc lưng luôn. Ừ. Cảm ơn em. Ngon hiểu. Ồ. Mà em này ngồi. Wagyu rồi. Thì với em á thì cái bò này ăn khá là ok. Linh chi nè. Đúng rồi. Kim châm nè. Đúng rồi. À, biết vậy đó thôi nè. Có nấm bự bự là đùi gà đó. Đâu? Đó, nè mấy đùi gà sắc lát à. À sắc lát á đúng không? Ừ. Ừ. Mấy cái đũa đầu tiên. Cái hương thơm của súng sốt. Ngon quá nè. Nó thơm, thơm nồng nàn. Bỏ cái miệng vô trộn mặn mà đó chứ. Ừ. Phần nấm rất là tươi nha, rất là giòn. Ừ. Chua chua nữa. Ừ. Anh nghe nói đây là loại thịt bò, một trong những loại thịt cao cấp đó. Ờ, ngon nhất mà là mắc nhất thế giới luôn á. Wagyu này thì em sẽ nướng trong vòng 5 giây. Giờ mình đếm nè. 30 lưng. Lạc lưng luôn. Ừ. Cảm ơn em. Ngon hiểu. Tôi miếng thịt nó tan trong miệng luôn. À. Mềm tan trong miệng. Mềm tan trong miệng anh ăn. Ừ. Anh có thể cho thêm một ít tỏi, một ít ớt vô trong cái sốt soto. Ờ, vô một tỏi vị nè. Nó sẽ đậm đà hơn. Ừ. Anh ăn nhanh đi, nó nguội. Wagyu rồi. Thì với em á thì cái bò này ăn khá là ok. Đó. Không chấm luôn. Đó, tận hưởng luôn. Mà đem này ngồi. Rau nè. Đúng rồi. Rau chấm cái sốt cũng ngon lắm anh. Quá hạnh phúc. Ăn ngon vô thấy vui hẳn. Bò samurai. Ồ. Ngon lắm anh Hoàng ơi. Đồ đã kìa. Đã thiệt luôn á. Mềm tan em ơi. Mềm tan. Xúc rắc miếng bò xúc rắc. Thịt miếng nào cũng mềm hết. Đó là đúng nghĩa là phần nào cũng thích á. Nó là ngọt, nếu mà không chấm thì bò nó cũng rất là ngọt. Rồi có được chấm với cái nước thịt không? Chấm chanh thôi. À chấm chanh thôi. Chấm với chanh. Chanh này chanh Nhật Bản em. Chanh này chanh Nhật Bản em. Lại lần đầu tiên ăn chấm chanh á. À hơn cái lưỡi nó ra có độ mặn rồi. Chấm thêm chanh vô. Wow, cứ thích lắm á. Ôi, nướng lên nhìn nó chắc thịt ngồi. Miếng thịt nhìn nó đẹp gì đâu. Nọng heo nha mọi người. Thơm quá. Trời ơi, cái nọng nó ngon lắm luôn anh. Ừ. Tại vì do là thường nó khẩu vị Nhật Bản á, ăn người Nhật họ ăn cũng thanh lắm. Ừ, cái thịt này đã ướt rồi. Gia vị rất là ngon. Trời ơi, thịt gì mà giòn vậy? Nhai sụp 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 trời.